Trúc Anh mắt đức lộ vòng hai to bất thường, nghi vấn đang mang thai ở tuổi 23. Sở hữu đôi mắt to tròn, long lanh và có nét tương đồng với nhân vật trong tiểu thuyết, Trúc Anh đã xuất sắc vượt qua 1.400 ứng viên và lọt vào mắt xanh của đạo diễn Victor Vũ. Cô ghi điểm với khán giả khi hóa thân vào vai nữ chính Hà Lan của Mắt Biếc giúp bộ phim thu về doanh thu 180 tỷ đồng. Mới đây, vào ngày 3 tháng 7, Trúc Anh đã có mặt tại buổi họp báo Hương Mùa Hè của nhà ST319. Lần này, nữ diễn viên Mắt Biếc lựa chọn váy hai dây dáng suông màu xanh neon giấu nhẹ vòng hai để lộ bắp tay to cùng khuôn mặt, vóc dáng có phần mũm mĩm. Khi ngồi thì vòng hai của nữ diễn viên to bất thường. Hình ảnh vóc dáng của cô tại sự kiện khác hẳn hình ảnh mới đây của nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân. Nhiều người hâm mộ còn nghi ngờ cô đăng ảnh cũ. Không ít cư dân mạng đã đặt ra nghi vấn cô cố tình mặc váy rộng thùng thình để giấu đi việc đang mang thai. Có bầu chắc luôn, tôi canh rồi, có bầu 3 tháng rồi mà, tự dưng phát vì xong mặc váy rộng này chắc cú có bầu luôn á. Tuy nhiên, tất cả chỉ là những đồn đoán từ phía khán giả, và việc Trúc Anh có bầu là điều khó xảy ra vì từ trước đến nay cô chưa công khai hẹn hò với bất kỳ ai và sự nghiệp lại đang rộng mở. Sau thành công của Mắt Biếc, Trúc Anh nhận được nhiều lời mời tham gia các dự án phim điện ảnh nhưng cô nàng từ chối để tập trung vào việc học. Trúc Anh hiện đang theo học tại trường đại học Greenwich, Việt Nam, ngành quản lý sự kiện. Cô nàng vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường vui đùa cùng bạn bè trong kỳ học quân sự nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bất ngờ nhất chính là gương mặt màu của Trúc Anh. Ở tuổi 23, cô nàng khiến nhiều người bất ngờ bởi diện mạo trẻ trung và rực rỡ dù là trong những bức ảnh chụp vội ngoài đời. Cô nàng biến hóa nhiều phong cách khác nhau. Từ gợi cảm, đáng yêu hay ngây thơ, Trúc Anh đều có thể cân được dễ dàng. Nhan sắc ngày càng lên hương của cô nàng nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khán giả. Được biết trước đó, Trúc Anh đối diện với ồn ào cùng nhà sản xuất phim, người đẹp bị tố mắc bệnh ngôi sao và phải ra thông báo xin lỗi. Sau khi bị nhà sản xuất Dung Bình Dương tố vi phạm hợp đồng, mắc bệnh ngôi sao, nữ chính Mắt Biếc đăng tải một dòng trạng thái khá dài về hành trình 5 năm làm nghề, những thiếu sót và sơ suất vô tình của mình. Hiện tại, cư dân mạng không ngừng bàn tán trước tin đồn Trúc Anh đang mang bầu ở tuổi 23. Chắc hẳn, việc chọn váy suông chỉ là sở thích cá nhân của Trúc Anh chứ không phải để giấu giếm chuyện mang bầu như cư dân mạng đồn đoán. Thường ngày, cô nàng cũng hay diện một số trang phục tương tự để dễ hoạt động cũng như tạo được cảm giác thoải mái. Vậy nên để nắm bắt được thông tin chính xác, khách quan nhất, khán giả cần chờ đợi Trúc Anh lên tiếng.